Hàng về anh em ơi, hàng về anh em ơi, như vậy mới là mới nha anh em. Bên mình đang tất bật để nhập về nhiều loại vỏ, và đặc biệt hôm nay khá là nhiều cái vỏ Michelin mới về. Những cái vỏ Michelin mới thì thường sẽ không có bao bì. Ở đây là mình đang chỉ cho ông kia ha, đi theo mình để xem ông kia nó như thế nào. Khá là hoành tráng nha. Anh em có thấy được không? Mình đã bắt đầu đưa vào kho vỏ của mình, cũng lên những clip trước là mình nói về tất cả những vỏ chuyển từ các đại lý phân phối chính hãng trên thị trường Việt Nam, chuyển về shop 309 Vườn Lài rồi mới đưa vào kho. Kho mới phân phối đi các chi nhánh ở khắp thành phố Hồ Chí Minh, Biên Hòa, Bình Dương. Thì hiện tại cũng đã tháng 12 rồi anh em. Và ai cũng đều tất bật về công việc của mình. Nào là làm văn phòng hay là làm lao động chân tay hay là làm cái gì đó mình không cần biết, nhưng mà đều rất là nhanh tay nhanh chân để chạy deadline, chạy những cái gì đó cho công ty của mình. Thì cũng không riêng như vậy, số hai bánh mình cũng đã nhập về rất là nhiều dòng vỏ, nhập khá là nhiều dòng vỏ Michelin. Anh em cũng thấy là Michelin mình đã lên clip về không có bao bì, như vậy thì mới là mới nè. Như vậy mới là những cái vỏ mới nhập về đang chất ngổn ngang trên cái kho của mình. Tất cả các mã gai đều đã không còn bao bì nữa. City Extra nè, Biologic 2 nè, hay hoặc là MotoGP. Đây, thì họ đã bắt đầu bỏ hết bao bì đi anh em. Để mà bảo vệ môi trường thì bảo vệ môi trường hôm trước Nhật đã đưa lên clip rồi ha. Những mã gai này đã đủ size, đủ mã gai, đủ thông số lớn nhỏ cho các con xe có bánh mâm 14, 17 ha, để anh em có thể gấp rút update con xe của mình trong mùa Tết này. Cũng tháng 12 rồi thì anh em nào mà đang bận thì lúc nào rảnh thì cũng nên đi tranh thủ để thay lại rồi những vỏ nè, thay lại nhớt nè, bảo dưỡng lại xe nè, hay là gắn đồ chơi, để tránh tình trạng lỡ mình bận quá tới gần Tết rồi thì lúc đó mình lại phải chờ đợi và rất là nóng ruột khi mà phải ngồi chờ khi xe quá đông, đúng không? Bắt đầu đã chất vào kho anh em ha. Thì hàng tuần luôn, bên mình đều nhập không riêng gì là vỏ xe chính hãng, các thương hiệu Michelin nè, Dunlop nè, Pirelli nè, hay là Maxxis, hay là Abira. Ngoài đó thì mình đã nhập thêm nhớt hay là phụ tùng đồ chơi chính hãng để giúp anh em tranh thủ trong mùa gần Tết này update con xe của mình, và chuẩn bị cái mùa Tết có một con xe đi êm ái, bền bỉ và an toàn, an tâm hơn trong những chuyến từ Sài Gòn đi về quê của mình ha. Rồi thì cũng là vấn đề về mùa Tết, anh em có thể chọn được những dòng vỏ ở đây và ghé trực tiếp đại lý cửa hàng shop hai bánh ở khắp thành phố Hồ Chí Minh, Biên Hòa, Bình Dương để mình có thể lựa được những dòng vỏ phù hợp với nhu cầu đi đường của mình, và nhân viên bán hàng của mình sẽ là người tư vấn để anh em có thể chọn những dòng vỏ phù hợp đó, hoặc là nhớt phù hợp cho anh em, hoặc là đồ chơi phù hợp cho anh em. Đổ một hồi xíu đi em, anh đang khan tiếng luôn rồi, anh cứ làm đi. Rồi ha, ok, cảm ơn anh em. Cứ ghé là shop hoặc là trong cửa hàng mình có để sẵn những dòng vỏ cập nhật liên tục như vậy để anh em có thể vào cửa hàng đó và mua về để mình gắn, không lo hàng giả, hàng cũ hay là hàng nhái anh em ha. Đến shop bánh là anh cầm rồi. Cảm ơn anh em, bye bye.